Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo. Vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Xin chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với cái map hội và đang bắn tanker nha anh em nhá. Vừa vào phòng này thấy các bạn ấy bắn gắt quá. Là tiện đây thì quay luôn clip cho anh em coi chơi vậy. Nói chung là tem mà bắn mấy lại cái tem gắt, tem mạnh thì xem clip nó sẽ hay hơn, sẽ thích hơn. AB1 trừ 52. Ở bên kia có bạn B Samsung thì bạn bắn ghê thật, bắn sniper ghê thật đấy. Không biết là map hộ đang phải map tủ của bạn hay không, nhưng mà chưa gặp cái in game này bao giờ cả. Từ kênh 1 đến kênh 10 nói chung mình bắn cũng khá là nhiều. Những tay to nào mình từng gặp thì mình sẽ rất là nhớ tên. Mà cái bạn này thì chưa gặp bao giờ. Bắn sniper cũng khét phết. Đó, bay lướt rất tốt luôn. Em lướt đi anh em ơi. Em lướt cái tôi cover HL cho. Bắn cái mã hộ ở đằng này phải cần anh em. Em lướt chiếm được cái side B thì bắt đầu mình lên mình sẽ cover cùng anh em. Bắn map này mà không ép thì rất là toang. Không phải hẳn như là một cái map này đâu. Nói chung là bắn tất cả các map C4 nếu mà BL mà không ép thì bắn thủ yếu hơn mà thủ thì cũng sẽ rất là khó, mà nó lại lâu nữa, nghĩa là rất khó win mà lại lâu ấy. Thà là lên một sống hai chết, nghĩa là một là thua hai là thắng thế thôi, lên cho nhanh vì đằng nào tem mình yếu hơn mà. Nước này anh em ơi, chạy nước nhiệt tình lên. Bạn sắp sùng bạn bay qua đầu A rồi này. Tem mình yếu hơn lại còn thiếu người, nên này là rất là khó bắn. Lủng hết rồi, lủng hết rồi. Trong cầu một này. Ồ, cú bê ép lên phụ tôi này. CB à? Là nó chạy ra nước rồi. Địch cơ mà. À, ăn rùa của headshot kìa. À, điêu thật đấy. Đồng đội báo thằng ấy mồm rồi mà mình ăn bị ăn rùa của headshot chứ. Đầu A1 nhá. Tem bên kia khá là mạnh. Quý B có kìa, quý B móc kìa. Lủng, tem này lủng quá. Trong góc B1. Hay quá bạn ơi. Ô, định mạnh nước B này. Điêu nhở. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Rồi, con thằng nước B. Đuổi luôn, nó góc, góc, góc. Con thằng nữa. Tốt. Đẩy nhiệt lên, em nhiệt lên đây anh em ơi. Trời, bay HL với chúng tôi à.
Quá là mình bắn theo cái kỹ năng gọi là căn tham và bắn spam nha anh em nhá. Quả vừa rồi ấy, bay mình không nhìn gì đâu, nhưng mà từ cái chỗ giữa HL mà bay qua đầu A thì mất khoảng độ 1 giây cho đến 1,5 giây. Giật lên là mình cứ bắn theo kiểu phong cách spam thôi. Quả vừa đấy là nó bay là cũng không nhìn thấy người đâu cả. Lúc chết nó hiện chữ đỏ lên thì mình mới thấy. AB trong B có đấy. Lào mấy bạn kia đi ra. Nó cứ đứng sau đít mình khó bunny thế không biết được. Ai rồi. Lên B đi này, C4 này. Trận lại phải cố gắng win anh em ạ. Nói chung là cô win được thì cũng căng đấy. Lạc thế nhở. Nếu bùn được luôn đấy. Đầu B còn nhá. Lực B đấy. Dâu A1, dâu A1. Chạy nhanh thế. Viết bài rồi. Samsung bên kia bắn tốt nhở. Bắn đéo gì bắn C4, bắn X5, X6 bên kia để ai chơi. Đồng thế. Cầu 1, lướt 1. Tốt. Tem bên mình chính ra là cũng có một số bạn bắn khá là tốt đấy chứ. Nhưng mà chẳng qua là không ép đều. Thằng top bên kia bắn gắt. Gắt quá anh à. Gắt gì, do bọn em bắn kém thôi. Anh em bên mình bắn cũng tốt đấy chứ. Chỉ cần cover tốt là bắn được tem bên kia à. Clear được không? C4 khả năng nó thủ nhà mình rồi. Thằng này khả năng nó treo nó thủ nhà mình, nó canh C4 rồi. Biết ngay mà. Bên kia có ông top một mình ông có gánh tem bên kia cơ. Bắn hơn 20 kill rồi, 20 kill rồi anh em ạ. Ghê đấy. 46 rồi à. Thua 2 hiệp nữa. Top vẫn đi đầu A này. Để tôi về cầu A tôi bắt thành liên top này cái. Tốp ở đầu A nhá. Tốp ở đầu A đấy, cẩn thận đừng có ra lộp mạng, đừng có ra bot kin. Đó, lại chết thêm mạng nữa rồi. Cứ ra bot kin cho bạn tốp làm sao mà tôi gánh tem được. Cầu B này, cầu B này. Quá là càng kèo anh em ạ. Từ 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 nhá, giữ nguyên cuối B nhá, để tôi về tôi cover cho này. Dốc nước không có ai cả. Lên hẻm B luôn, lên hẻm B luôn. Rồi lên B C4, lên B C4. À B này. Ông kia đâu rồi? Ôi vãi trưởng ạ. Vãi cả lỗi tao ạ. Bắn quả đấy lỗi quá. Thằng GR rồi anh em ơi. Sang GR khả năng còn có cơ hội gánh tem anh em ạ.
Nếu mà một mình thủ chắc thì có khả năng đánh tem. Bên kia anh em không ép đâm ra rất là khó. Bên phía trái một nhá. Còn một thằng bên trái này. Hai thằng quỷ bê đông lắm, quỷ bê đông lắm. Bạn này đi ra cái, để tôi bunny cái nào. Nhảy lên đầu cái ông núp vào cái thùng này, nó cứ bị trượt xuống. Như còn thằng bên trái đấy. Ok rồi, chiếm được quý B rồi. Khả năng chỉ còn cầu A mới ở nhà thôi. Ngay mà. Mày ăn quả đục rùa, ăn bắn ông kia đục mình chứ. Lửa bình luôn. Nhà nó. Đây, HL này. Bắn thế sao nào. Trận này có gánh được cũng căng anh em ạ. Tỷ lệ đang là khoảng độ 40-60. Tỷ lệ gánh của mình chỉ được 40% thôi. Trong cầu này. Đắp khói, đắp flash đông lắm. Xong rồi, cầu chết rồi. Cẩn thận A này. Phải có người đứng túc trực ở cái dốc quê cơ. Thì mình mới bắt cầu, mới bắt hẻm B được. Trong cầu như vẫn còn một đấy. Rồi cầu chết rồi. B Samsung ở nước B này. Top nó đang nhấp nước B đấy. Hay quá anh em ơi. Cầu B. Định mệnh nước B vẫn còn chứ. Đông nhờ. Ba ông ở nước B ạ. Tốt. Tỷ số được rút ngắn anh em ạ. Hụt kìa, cứ bay qua mà bắn hụt. Đầu A này. Thế à? Top BL bây giờ bắt đầu đá rồi anh em ạ. Đâu rồi, không lên à? Đến đây gặp nhau tí nào. Hẹo rồi. Ấy, trong cầu. Mẹ, đéo nhìn nó đâu cả anh em ạ. Bật tâm cam xuống cuối B, nghĩ đâu là nó lại ở trong cầu. Quá buồn luôn. Top bên kia gánh ác phết nhỉ, gánh 26 kin. Top 2 ở bên BL còn âm mạng sao. Cuối B này. Đi đâu bạn ơi. Cuối B trái còn một này. Đây rồi. Nhấp nhính với chúng tôi này. Nhà nó. Ấy, mày có đấy đéo chết kìa. Quá vô lý luôn.
bật ngược được tình thế rồi anh em ạ. 87 rồi. Ui, ghê vậy, không biểu tượng luôn anh em ạ. Mày bắn ở đâu vậy? Lúc B, lúc B, lúc B. Trời ơi, anh em bot kin cho top nhiều thế. Anh em ra, ra canh B phụ cái này để tôi bắt cầu này. Bay qua được anh em ạ. À có thằng bay qua rồi đấy. Hỏi không nhìn gì luôn. À, B canh chắc nhá. Mất B rồi, mất B, mất B, về B. Địch mày đông quá. Bỏ anh em ra B canh phụ ra để tôi bắt cho. Thằng nào bay qua tôi về tôi đầu A tôi cover cho. Trận này bắn căng anh em nhỉ. Còn một thằng ở B thôi. Lắc 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 lắc. Rồi xong, khả năng thua anh em ạ. Ờ được, mày quá. Mày từng thua nữa. Pha đục sấp đôi ạ. Quá ghê. Top BL hình như là đá bị nghi vấn hack sao, bị đít drone mà. Nhà nó hai, nhà nó hai. Vẫn thủ dâm nhà hai luôn. Nhà nó, nhà nó. Ra mà khử đi chứ ngại ngùng gì nữa. Đó, lên ồ ạt lên. Cầu A vẫn bay qua một. Trời, ăn đục ngay. Vãi liền. Vãi không? Cứ lảng vảng cầu A là ăn đục là cái chắc chắn rồi. Hay quá rồi. Chốt lại, tổng kết lại anh em ơi. Từ đầu trận đến giữa trận tem này bắn căng thật. Rồi về cuối thanh niên top bên kia bị rớt ra phát là tem bên mình nó có cái lợi thế, nó đi lên ồ ạt. Cuối B còn một nhá. Hay quá, hay quá. Ok, win anh em ạ. Ở clip mình cũng xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào trong những cái clip sau. Bye bye.